những khu dân cư nông thôn ngày một khởi sắc từ cảnh quan và hạ tầng đến kinh tế và chất lượng sinh hoạt đời sống nhân dân. Những thiết chế văn hóa mới được hình thành dựa trên sự gắn kết của cộng đồng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Một hình ảnh nông thôn đầy sức sống và mới mẻ được bồi đắp qua thời gian. Đó là những gì thấy được của vùng nông thôn từ đồng bằng đến miền núi, từ Đầm Phá đến vùng Gò Đồi, trải dài khắp các địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế qua hơn 10 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng từ tỉnh xuống cơ sở đã xây dựng các nghị quyết thể hiện sự quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Với những mục tiêu đề ra, các nghị quyết đã cho thấy sự chủ trọng của cấp ủy đảng đối với chương trình quốc gia trọng điểm này. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng kể. Chương trình này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, huy động được mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo tiến độ và cùng với nhiều địa phương cả nước đã góp phần đạt mục tiêu chung của chương trình do chính phủ đề ra trong giai đoạn 2010-2020. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 68 trên 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 2 huyện thị xã đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới là huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị cho nên là kết quả đã về đích được một năm là năm 2019. Thì tất cả các xã là đều đạt chuẩn nông thôn mới. Là chúng tôi xác định với mục tiêu là đến năm 2025 là có 2 xã là xã Thủy Phù và xã Thủy Thanh đạt thì nông thôn mới kiểu mẫu. 100% các xã còn lại thì đều đạt nông thôn mới nâng cao. Và cái xu hướng tiến tới để phát triển các xã thành phường nội thị. Đối với 2 xã mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì gắn liền với trở thành phường để thực hiện theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phấn đấu cố gắng nỗ lực của cấp chính quyền, sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và sự vào cuộc của bà con nhân dân. Đến thời điểm này thì huyện đã đạt là 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn thành và đề nghị chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Mặc dù có những thành công, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các địa phương nói riêng vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đáng kể là trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện ở một số ngành địa phương chưa tập trung, quyết liệt. Nhiều đơn vị địa phương vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào nhà nước, vào cấp trên. Việc tổ chức thực hiện còn chú trọng về đầu tư hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững và chưa đồng đều giữa các vùng, địa bàn trong tỉnh. Đặc biệt là đối với các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển. Chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn thấp, ở nhiều xã, nhiều tiêu chí mới đạt ở mức tối thiểu. Việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới càng ngày càng cao, nhất là các tiêu chí liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân. Xuất phát từ những hạn chế đó, các cấp ủy đảng ở các địa phương đã mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn, bám sát hơn nữa thực tế địa phương mình trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết cấp ủy đảng về xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh đến sự chủ động trong triển khai công việc và tinh thần tự giác nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, làm nòng cốt cho phong trào của toàn dân. Bởi lẽ, các cấp ủy đảng ở các xã, rồi huyện, thị xã nhận thấy, xây dựng nông thôn mới không còn là sự chỉ đạo với phương thức bắt tay chỉ việc, mà hướng đến sự hình thành ý thức cộng đồng, trách nhiệm của mọi người dân. Hơn 10 năm qua, được sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đồng thời sự giúp đỡ của bà con dân trong quá trình đóng góp xây dựng nông thôn mới, đến nay thì Điền Môn đã được đổi mới và phát triển cái kinh tế khá bền vững. Để cho người cái kinh tế xã hội bộ mặt của nông thôn là thay đổi toàn diện, thì sau khi chúng tôi hoàn thành chương trình nông thôn mới từ năm 2015, thì cái bộ mặt nông thôn ở đây thì cũng đã là thay đổi rất là rõ rệt. Và kể từ khi được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, thì chúng tôi hy vọng rằng với cái tiêu chí được lựa chọn này, thì xã Thủy Thanh tới đây sau khi hoàn thành thì cái vấn đề là cái bộ mặt là của xã Thủy Thanh thì nó sẽ là hoàn toàn thay đổi, và nó là phải cả cái tiêu chí cũng như là cái thu nhập đời sống kinh tế của người dân là được là cải thiện.
Các nghị quyết xây dựng nông thôn mới của các cấp ủy đảng đã cho thấy các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cụ thể hóa. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hoạt động của ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp, nâng cao vai trò vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tuyên truyền vận động và giám sát thực hiện. Các cấp ủy đảng cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền vận động để thu hút được sự hưởng ứng tích cực tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đóng góp công sức, trí tuệ và nguồn lực từ xã hội để thực hiện chương trình. Các cấp ủy đảng cũng đã chú ý hơn nữa đến việc lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội khác. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững được xem là giải pháp cơ bản và lâu dài trong xây dựng nông thôn mới, cùng được địa phương chú trọng và ưu tiên thực hiện. Theo đó, cùng với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ an toàn sinh học, triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm và thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Hiện nay thì nhìn chung quá trình tổ chức thực hiện cho đến hôm nay thì đối với là xây dựng nông thôn mới thì Điền Môn là đã phát triển được một số diện tích mà trước đây là chúng ta còn hoang hóa, mà hiện nay đã thực sự là đưa vào là sản xuất có hiệu quả cao. Hiện nay đối với xã đã cơ bản đạt được 17 trên 19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, và hiện nay có 2 tiêu chí thì đang tập trung nguồn lực và chỉ đạo các ủy từ xã đến thôn để mà hoàn thành 2 tiêu chí, đó là tiêu chí về giao thông và tiêu chí về thu nhập. Rõ ràng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực sự đã có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và nông nghiệp nông thôn nói riêng. Ở nhiều huyện xã, kinh tế ổn định và có bước phát triển, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho người dân, từ đó tăng thu nhập cho người dân nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Hệ thống trường học, cơ sở y tế, các trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư xây mới, nâng cấp, làm nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa cho người dân nông thôn. Công trình xử lý rác thải, nước thải được quan tâm đầu tư, góp phần giữ gìn và cải thiện môi trường. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, đời sống vật chất của người nông dân được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng đa dạng, các giá trị văn hóa truyền thống căn bản được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội nông thôn được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, nhân dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới. Giá trị của nông thôn mới đã lan tỏa, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp với khí thế mạnh mẽ. Và trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch để nâng cao các tiêu chí đã đạt và xây dựng xã Điền Hòa từng bước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi thấy những chương trình dự án này đem lại hiệu quả rất là lớn để góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của xã và góp phần thực hiện thành công về công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thị xã theo nghị quyết đại hội thứ 16 của Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã đề ra. Chính nhờ có sự quản triệt theo phương châm hướng về cơ sở, gắn bó sâu sát với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân. Nghị quyết các cấp ủy đảng ở tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng nông thôn mới đã được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa đối với chương trình quốc gia này. Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đạt 87%, trong đó 30% xã nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 3 trên 8 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 huyện nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn toàn tỉnh tăng ít nhất 1,36 lần so với năm 2020. Trọng tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đã được các địa phương quán triệt. Trong đó, vấn đề phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên đã được chú trọng hơn nữa. Để từ đó, vai trò đầu tàu của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ nét hơn, có hiệu quả hơn. Những cái tiêu chí còn thiếu thì chủ yếu là cái hệ thống mà giao thông có cái vỉa hè, có cây xanh, có điện chiếu sáng. Thì hôm nay chúng tôi đang tiếp tục tập trung nguồn lực để mà hoàn thiện cái này để đạt được cái nông thôn mới kiểu mẫu cũng như nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì
các nguồn lực thì được từ tỉnh cho về tới huyện cho đến xã đều được huy động khá đồng bộ. Về cơ bản thì đều triển khai đảm bảo đúng theo tiến độ, và tất cả các công việc mà thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và của người dân đều được phân định rõ ràng. Sự quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là ban vận động của các thôn vào cuộc, cũng như là sự ủng hộ và người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thì như từ những cái đó thì giúp cho huyện là có những cái đạt được những cái bộ mặt trong cái cảnh quan môi trường cũng như là trong thu nhập và tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương đã được triển khai với định hướng từ các nghị quyết các cấp ủy đảng. Và cơ sở ấy có sức bật cụ thể hóa từ nghị quyết các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, để chương trình quốc gia đầy ý nghĩa này được thực hiện ngày một hiệu quả hơn, có sự chung sức của toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương. Để từ đó, Thừa Thiên Huế đạt được các bước tiến nhanh chóng với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.